hai đôi đi ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An. Số điện thoại là 202-642. Anh em cố gắng liên hệ với đồng chí Khương tại Mỹ Đình 0942-089-769 để lấy được thông tin số nhà xe đi bến xe thành phố Long An. Và hôm nay cũng có đơn đi Tam Đảo, Vĩnh Phúc nữa, đuôi 99991. Ok, đi không?